lên hình với anh em một con lợn rừng nhá. Thịt đỏ au, thật là tươi. Con này không bàn về chất mà chỉ nói về chất lượng này. Bì dày như cùi dừa này, chỉ có bì và làm mỡ và lạc cái này ngon. Đây, nhìn cái chân giò tròn xe, quá đẹp này. Quá ok. Quá ok, không còn gì tuyệt vời hơn.